dùng kiếp nổ đánh cá thanh niên bị đứt hai bàn tay và dập phổi. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân cũng như xác định nguồn gốc kiếp nổ. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân tên D, sinh năm 1999, trú tại khối phố Trà Cai, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đến cấp cứu trong tình trạng hai bàn tay bị đứt lìa, dập phổi tiên lượng rất nặng. Ngay lập tức, các y bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành cấp cứu phẫu thuật điều trị vết thương cho nạn nhân. Đến thời điểm này, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Thuận, vào trưa cùng ngày, D cùng bạn bè của mình lên xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam chơi, dùng kiếp nổ đánh bắt cá. Trong quá trình đánh bắt cá, kiếp phát nổ khiến D bị thương tích nặng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Thuận cho hay, nam thanh niên trú trên địa bàn của phường nhưng sự việc xảy ra tại xã Tam Thái. Hiện tại lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân cũng như xác định nguồn gốc vật liệu nổ trên. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.